Xin chào các bạn đến với Học viện Công nghệ Thông tin NIT IPMark. Tôi là Nguyễn Tuấn Anh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình đấu trường 100 bằng công nghệ WinForm. Chúng ta học cách sử dụng điều khiển GridView và cấu trúc dữ liệu Binding List. Tôi tạo một cái form mới cho mục đích là biên tập câu hỏi nhiều lựa chọn. Cái form này tên là FRM Multi-Choice Quiz và tôi sẽ đi thiết kế cái form này. Trước tiên là cái text box có thể nhập nhiều dòng cho phép người ta nhập câu hỏi vào. Tiếp theo, để cho phép người dùng nhập nhiều lựa chọn vào thì tôi sử dụng cái điều khiển là Data Grid. Để người dùng nhập vào thể loại câu hỏi, tôi dùng Combo Box. Tương tự như vậy, để người dùng chọn cái độ khó câu hỏi, tôi cũng dùng cái Combo Box. Và cuối cùng là hai cái nút lệnh OK và Cancel. Bây giờ tôi sẽ đi đặt tên cho các cái đối tượng điều khiển ở trên giao diện này. Đối với label, tôi sẽ đặt tiếp đầu ngữ là LBL. Đối với text box thì tôi đặt tiếp đầu ngữ là text, TXT. Đây là label của các cái lựa chọn. Grid view thì tôi đặt tiếp đầu ngữ là GRV. Cho dễ nhớ. Label của thể loại câu hỏi. Cái combo box thì tôi đặt tên là CBO. Tiếp đầu ngữ là CBO. Cái loại drop-down style tôi đặt drop-down list. Các lựa chọn thì tôi copy từ những bài thực hành trước ra. Đấy, các cái thể loại sẵn có như là lịch sử, xã hội, thể thao. Paste vào. Độ khó thì tôi cũng copy những cái lựa chọn từ bài trước ra. Tôi thay đổi hai cái nhãn của thể loại câu hỏi và nhãn của lựa chọn độ khó. Đây là cái combo của lựa chọn độ khó. Drop-down style từ drop-down list. Item từ copy paste vào. Hai cái nút thì tôi đặt tiếp tục nữa là btn, ok. Và cái nút thứ hai là nút lệnh cancel. Với cái thuộc tính của form thì tôi không cho phép người ta resize cái form. Tôi đặt form border size là fixed single. Tôi tắt hai cái maximize và minimize box nút đi. Và cái tiêu đề của form đặt là multi choice quiz editor. Ở cái grid view thì tôi sẽ thêm các cột vào đây. Thứ nhất là cột key lựa chọn. Thứ hai là answer, tức là nội dung cái lựa chọn. Cột thứ ba là is correct, tức là cái lựa chọn này đúng hay sai. Và tôi lần lượt đặt cái data property name để cho các cái cột này. Rồi. Bây giờ tôi sẽ đi viết code cho sự kiện OK. Trước tiên chúng ta cần phải có một cái biến lưu trữ dữ liệu ở bên dưới cái form này, đặt the quiz kiểu là multi choice và tập hợp lựa chọn thì tôi đặt vào cái binding list choice. Khi mà form load ấy, thì tôi sẽ kiểm tra biến the quiz, nếu nó bằng null thì là chế độ add new. Thì ta reset toàn bộ các phần tử giao diện. Ở trường hợp khác thì là đây là trường hợp edit thì chúng ta lấy các phần tử giao diện gắn vào các thuộc tính của biến the quiz. Khi người ta ấn OK thì tôi cũng kiểm tra biến the quiz, nếu là nó bằng null thì đây là trường hợp add new, thì tôi tạo ra một đối tượng multi-choice quiz mới và tôi chuyển các cái thuộc tính từ các phần tử giao diện vào cho cái đối tượng the quiz mới này. Sau đối với các lựa chọn thì tôi duyệt qua một lần các cái đối tượng trong cái collection choice và tôi thêm vào the quiz. Trường hợp edit thì ta lấy tất các phần tử giao diện, ta đưa vào các cái thuộc tính của the quiz.
tôi cũng lấy lại các cái lựa chọn vào The Quiz. Đối với form main thì người ta ấn vào cái nút thêm mới câu hỏi multi choice quiz thì tôi sẽ khai báo một cái form multi choice quiz mới ở đây. Và khi người ta ấn vào cái nút add multi choice quiz thì tôi hiển thị cái form ra cho người ta. Máy biên tập. Rồi. Ở đây tôi thiếu cái dialog reason trả về là ok. Để thêm vào. Tôi chạy chương trình thử xem là chúng ta có thêm mới được câu hỏi nhiều lựa chọn hay không. Điền vào câu hỏi này. Tôi điền vào các lựa chọn này. Rồi, có khoảng 3-4 cái lựa chọn đi. Rồi, chọn thể loại, chọn độ khó. Ấn OK. Rồi, chúng ta lại thêm được mấy cái câu hỏi nhiều lựa chọn vào. Bây giờ còn có một cái tính năng nữa là tính năng chúng ta kiểm tra dữ liệu nhập vào từ người dùng. Chúng ta bắt sự kiện validating của các cái điều khiển. Trước tiên là cái điều khiển nhập câu hỏi. Thì đơn giản chúng ta kiểm tra xem nó có rỗng hay không. Đây chúng ta cần cái điều khiển error provider để hiển thị ra cái lỗi bên cạnh cái điều khiển của chúng ta. Đối với cái grid view thì tôi sẽ viết code như sau. Chúng ta sẽ không cho phép người dùng nhập vào hai cái lựa chọn giống nhau và không cho phép người dùng là không nhập lựa chọn nào cả và không cho phép người dùng nhập hai cái lựa chọn đều đúng. Thì trước tiên là cái biến zero count sẽ kiểm tra xem người dùng đã nhập cái choice chưa. Cái biến duplicate key validated xem là người dùng có nhập hai câu hỏi giống nhau hay không. Và biến b duplicated correct validated cho biết là người dùng có nhập hai cái đáp án đúng hay không. Để kiểm tra xem là người dùng có nhập hai cái đáp án trùng nhau hay không thì chúng ta dùng cái cấu trúc dictionary. Chúng ta kiểm tra xem là có bị trùng cái key ở trong cái dictionary này hay không. Và trong quá trình duyệt chúng ta cũng xem là người dùng đã chọn bao nhiêu cái đáp án đúng qua thông qua cái biến là iCheckCount. Cuối cùng chỉ hợp lệ khi mà cả ba cái điều kiện trên đều thỏa mãn. Ở đây chúng ta sẽ hiển thị các cái lỗi ở bên cạnh cái grid view nếu mà một trong ba điều kiện trên bị vi phạm. OK, đã xong. À, tôi quên đóng ngoặc ở đây. Tiếp theo chúng ta đi kiểm tra tính hợp lệ của cái thể loại câu hỏi. Để rất nhanh, chúng ta chỉ cần kiểm tra cái selected value xem là selected index xem là một hay không. Tương tự đối với cái thể loại, đối với cái độ khó, tôi cũng đi kiểm tra thêm cái combo đấy. Cái thuộc tính selected index có bằng âm một hay không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử test chương trình của chúng ta. À chưa, khi dùng ấn OK thì tôi cũng phải kiểm tra xem tất cả các cái phần tử giao diện đã được thỏa mãn hay chưa. Validate data chúng ta viết là sẽ gọi đến ba cái hàm kiểm tra tính hợp lệ của các cái phần tử của giao diện. Rồi, chúng ta thử test chương trình. Tôi nhập câu hỏi này. Tôi nhập đáp án này. À, không nhập đáp án này thì nó báo lỗi ngay. Tôi nhập thử đáp án A Hà Nội này, B Thành phố Hồ Chí Minh đi, C Huế đi, D tôi nhập Đà Nẵng và tôi check vào Hà Nội. Đáp án đúng, thêm mới. Đây rồi. Giờ ta thử thêm một cái câu hỏi khác. Đáp án A1 này, B là 2 này, B to đi, 3 không cho nhập vì là B to, B nhỏ, B to. Đây là cùng một đáp án. Rồi, OK. Trường hợp thứ ba, tôi test khi mà người ta chọn cả hai đáp án đều đúng. Nhập câu hỏi này. Nhập các cái lựa chọn này.
Tôi thử tích vào cả hai câu đều, ba câu đi thì nó sẽ báo lỗi ngay. Và nhập lại chỉ một câu đúng đây thôi. À, key nữa, key tôi cũng phải nhập khác đi, không được key trùng. Rồi. Edit đúng không? Còn chức năng là chúng ta biên tập lại câu hỏi chúng ta thêm mới. Từ thêm code cho sự kiện edit này đây. Tương tự như những bài thực hành bài trước, chúng ta hiển thị cái form lên cho người ta biên tập lại câu hỏi. Và gọi hàng revise data để review, hiển thị lại câu hỏi biên tập xong. Tôi test lại này. Thêm mới một câu hỏi nhiều lựa chọn. Các đáp án. Thể loại cũng khó. Rồi, tôi biên tập lại, đi lại. Thay đổi key. Ok. Biên tập lại. Xong rồi.